Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 4, trang 150 và 151. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Giờ toán lớp 4. Hôm nay mình sẽ học bài tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó nhé. Trước hết là bài toán 1. Người ta cho hiệu của hai số là 24, tỉ số của hai số là 3/5. Tìm hai số đó. Như vậy người ta nói là tỉ số của hai số là 3/5, có nghĩa là số bé sẽ chiếm 3 phần và số lớn sẽ chiếm 5 phần, đúng không? Như vậy là số bé thì mình sẽ vẽ 3 đoạn bằng nhé. Còn số lớn thì mình sẽ vẽ 5 đoạn bằng nhé. Như vậy mình sẽ vẽ sơ đồ chứ, đúng không? Ta có sơ đồ. Số bé vẽ 3 đoạn là chấm hỏi. Số lớn vẽ 5 đoạn chấm hỏi. Và hiệu có nghĩa là cái phần dư dia này chính là hiệu này, chính là 24, đúng không? Rồi như mình sẽ viết số 24 chỗ này. Sau khi vẽ sơ đồ xong mình sẽ tính hiệu số phần bằng nhau, đúng không? Như vậy là theo sơ đồ ta có này, hiệu số phần bằng nhau là mình sẽ lấy 5 phần của số lớn trừ cho 3 phần của số bé, 5 trừ 3 bằng 2. Như vậy sẽ là 2 phần, đúng không? Giờ sau khi tìm hiệu được hiệu số phần bằng nhau mình sẽ tìm số bé bằng cách lấy hiệu là 24 chia cho hiệu số phần bằng nhau là 2 nhân cho số phần của số bé là 3, đúng không? Như vậy là 24 chia 2 thì bằng 12. 12 nhân 3 là 36. Giờ tiếp theo mình sẽ tính số lớn. Số lớn thì mình sẽ lấy số bé cộng thêm cái phần 24 này. Có nghĩa là người ta nói số lớn hơn số bé 24. Hiệu của hai số là 24 thì mình sẽ lấy mình muốn tìm số lớn mình lấy số bé cộng thêm cái phần hiệu, đúng không? Có nghĩa 36 cộng 24 sẽ bằng 60 nhé. Giờ như vậy đáp số thôi. Số bé 36 và số lớn là 60, đúng không? Vậy như là mình xong bài toán 1, mình sẽ qua tiếp bài toán 2 luôn nha. Bài toán 2.1, hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 12 mét. Tìm chiều dài chiều rộng của hình đó, biết rằng chiều dài bằng 7/4 chiều rộng. Giờ như vậy là ở đây người ta cho chiều dài hơn chiều rộng 12 mét, có nghĩa là hiệu của chiều dài trừ chiều rộng sẽ là 12 mét. Chiều dài bằng 7/4 chiều rộng có nghĩa là chiều dài sẽ chiếm 7 phần, đúng không? Còn chiều rộng chỉ chiếm 4 phần thôi. Như vậy trước hết mình sẽ vẽ sơ đồ. Ta có sơ đồ này. Chiều dài chiếm 7 phần mình vẽ 7 đoạn bằng nhau. Chiều rộng chiếm 4 phần mình vẽ 4 đoạn bằng nhau, đúng không? Chấm hậu mét là chấm hậu mét. Và cái phần hiệu có nghĩa là cái phần dư dia của chiều dài này chính là 12 mét nhé, đúng không? Sau khi vẽ sơ đồ xong mình sẽ tính hiệu số phần bằng nhau, giống như cái bài toán 1 thôi. Như vậy là theo sơ đồ hiệu số bằng nhau là mình sẽ lấy 7 phần của chiều dài trừ cho 4 phần của chiều rộng sẽ là 3 phần. Sau đó mình sẽ tính chiều dài. Chiều dài có nghĩa là mình sẽ lấy hiệu là 12 chia cho hiệu số phần bằng nhau là 3 nhân cho số phần của chiều dài là 7, đúng không? 12 chia 3 thì được 4, 4 nhân 7 là 28 mét. Giờ sau đó mình sẽ tính chiều rộng bằng cách lấy chiều dài trừ đi cái hiệu 12 này, đúng không? 28 chia 12 thì bằng 16 nha, đúng không? Như vậy đáp số chiều dài sẽ là 28 mét, chiều rộng là 16 mét. Như vậy là cái bài toán hiệu tỉ này nó khác một chút so với bài toán tổng tỉ. Có nghĩa là mình sẽ tìm hiệu số phần bằng nhau, đúng không? Giờ sau đó mình cũng tìm số bé số lớn hoặc là chiều dài chiều rộng tùy theo bài toán, đúng không? Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập luôn. Chúng ta là câu số 1. Câu số 1, số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số là 2/5, tìm của hai số đó. Tìm hai số đó. Như vậy người ta nói là số nhất kém số 2 là 123, có nghĩa là hiệu của hai số số nhất trừ số 2 sẽ là 123, đúng không? Tỉ số của hai số là 2/5, có nghĩa là số thứ nhất sẽ chiếm 2 phần và số thứ hai sẽ chiếm 5 phần, đúng không? Như vậy trước hết mình sẽ vẽ sơ đồ. Ta có sơ đồ. Số thứ nhất chiếm 2 phần mình vẽ 2 đoạn bằng nhau chấm hỏi nha. Số thứ hai chiếm 5 phần mình vẽ 5 đoạn bằng nhau chấm hỏi. Và cái phần hiệu có nghĩa là phần dư dia của số thứ hai này chính là 123, đúng không? Giờ sau khi vẽ sơ đồ xong mình sẽ tính hiệu số phần bằng nhau, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 1. Tiếp theo mình sẽ tính hiệu số phần bằng nhau, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ 5 phần của số 2 trừ cho 2 phần của số thứ nhất thì sẽ ra 3 phần bằng nhau.
Giờ tiếp theo mình sẽ đi tìm số thứ nhất. Số thứ nhất là giờ như vậy mình sẽ lấy hiệu sẽ là 123. Chia cho hiệu số phần bằng nhau là chia cho 3. Nhân cho số phần của số nhất là 2 được. Như vậy là 123 chia 3 thì sẽ được là, mà sẽ chia nhẩm cũng được đúng không? 12 chia 3 được 4, 3 chia 3 được 1, như là 41. 41 nhân 2 thì sẽ được là 82 đúng không? Giờ sau đó mình sẽ đi tìm số thứ 2 luôn. Số thứ 2 là giờ như vậy mình sẽ lấy số nhất là 82 cộng thêm cái phần hiệu đúng không? Là 123. Vì số thứ nhất, số thứ 2 lớn hơn số nhất là 123 đúng không? Giờ ở đây mình sẽ tính nhẩm luôn. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 2 cộng 3 là 5, viết 5. 8, hàng chục cộng hàng chục, 8 cộng 2 là 10, viết 0 nhớ 1. 1 đại thêm 1 là 2, như kết quả sẽ là 205 đúng không? Giờ đặt số thôi. Như vậy đáp số, số thứ nhất sẽ là còn số 2 sẽ là 205. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cũng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 2. Mẹ hơn con 25 tuổi, tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ, tính tuổi của mọi người. Giờ như vậy ở đây người ta nói mẹ hơn con 25 tuổi, có nghĩa là tuổi mẹ trừ tuổi con thì sẽ bằng 25 tuổi. Đúng không? Tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ, có nghĩa là tuổi con sẽ chiếm 2 phần. Mình sẽ vẽ hai đoạn bằng nhau chấm hỏi tuổi nha. Tuổi mẹ chiếm 7 phần, mình sẽ vẽ 7 đoạn bằng nhau chấm hỏi tuổi. Và hiểu của tuổi mẹ và tuổi con, mẹ hơn con 25 tuổi có nghĩa là cái phần dư gia này chính là 25 tuổi đúng không? Giờ sau khi vẽ sơ đồ xong thì mình sẽ tính hiệu số phần bằng nhau giống như câu số 1 thôi đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 2 đúng không? Theo sơ đồ tất cả. Hiệu số phần bằng nhau. Giờ theo sơ đồ hiệu số bằng bằng nhau lại. Giờ như vậy mình sẽ lấy 7 phần của tuổi mẹ đúng không? Trừ cho 2 phần của tuổi con. Như 7 chữ 2 thì bằng bằng 5 phần đúng không? Giờ sau đó mình sẽ đi tìm tuổi của con trước đúng không? Giờ tuổi của con lại. Giờ như vậy mình muốn tìm tuổi của con thì mình sẽ lấy hiệu là 25 chia cho hiệu số phần bằng nhau là 5, nhân cho số phần của tuổi con là 2 đúng không? Giờ 25 chia 5 thì bằng 5, 5 nhân 2 là 10, như vậy con 10 tuổi đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ tính tuổi của mình luôn nha. Giờ như vậy mình sẽ lấy tuổi con là 10 cộng khi cái cộng với cái phần hiệu chính là 25. Quy mẹ hơn con 25 tuổi, mình lấy tuổi con cộng thêm 25 nha. 10 cộng 25 là 35, như vậy là mẹ sẽ 35 tuổi. Giờ đáp số nha. Như vậy đáp số mẹ sẽ là 35 tuổi. Còn con sẽ là 10 tuổi đúng không?
Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Tiếp theo là câu số 3. Hiệu của hai số bằng số bán nhất có 3 tỷ số. Tỷ số của hai số là 9/5, tìm hai số đó. Giờ như vậy mình nhớ là số bán nhất có 3 chữ số chính là 100, làm chấm này. Vậy hiệu của hai số cần tìm là 100. Giờ như vậy người hiệu của hai số sẽ là 100. Tỷ số của hai số là 9/5 thì có nghĩa là số bé sẽ chiếm là 5 phần và số lớn sẽ chiếm 9 phần, đúng không? Như vậy số bé mình sẽ vẽ là 5 đoạn bằng nhé. Còn số lớn mình sẽ vẽ là 9 đoạn bằng nhé, đúng không? Và hiệu của số lớn trừ số bé chính là 100, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ tìm hai số đó nha. Giờ theo sơ đồ ta có nha. Theo sơ đồ hiệu số bằng bằng nhau này. Giờ như vậy mình sẽ lấy số phần của số lớn là 9 phần, đúng không? Vì mình chỉ lấy 9 trừ 5. 9 trừ 5 thì bằng 4, vì có 4. Hiệu số phần bằng nhau chính là 4 phần bằng nhau. Giờ sau đó tìm số bán nha. Các em có thể tìm số lớn chứ cũng được nha. Đúng không? Như vậy muốn tìm số bé thì mình lấy hiệu là 100. Chia cho hiệu số phần bằng nhau là 4, nhân cho số phần của số bé là 5 phần, được. Giờ như vậy 100 mà chia 4 thì sẽ được là 25. 25 nhân 5 là sẽ là 125, đúng không? Giờ tìm số lớn luôn nhé. Giờ như vậy mình sẽ lấy số bé là 125 cộng thêm các phần 100, đúng không? Vì số lớn lớn hơn số bé là 100. 125 cộng 100 chính là 225. Giờ đặt số thôi. Số bé là 125. Số lớn là 225, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy để bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nhé. Bây giờ mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy hay giảng giới thiệu bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt nhé.